Chào quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 11 2018 đầu gối Hiền chuyển bị sập. Nhân 62 m. Đây Bunangala đây. Về ngõ 445 Lạc Long Quân, thành phố Hà Nội. Dạ. Chào quý vị, đây anh Kỳ, anh Kỳ lâu rồi. Đây. Rồi lại có cái này ạ. Đầu gối Đức Hiền trân trọng quý khách ở đầu gối Đức Hiền về cơ sở đầu gối Đức Hiền về thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi sẽ có hàng nghìn trăm mặt hàng, sản phẩm của tôi rất đa dạng, báo cáo quý vị sẽ trân trọng hơn.